Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Hôm nay thì mình lên một cái lô xe hot dành cho nữ nha mọi người. Thì các bạn nữ rất là ưa chuộng cái dòng này luôn, đặc biệt là không thể bỏ qua dòng Honda Vision hoặc là SH Mod này, SH Cao. Thì hôm nay mình sẽ quay full cho anh em. Thì đồng hành giới thiệu mà trong nay thì có ông Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu mọi người. Luyến cả nhà nha, cảm ơn mọi người đã bấm xem video của em Luyến. Thì hôm nay sẽ review cho cả nhà về các dòng xe của hãng Honda Taiga, bao gồm là dòng Vision này, dòng xe AB, dòng xe SH Mod và SH Cao nha. Cả nhà mình đang quan tâm cũng như đang có nhu cầu muốn mua xe trong thời điểm hiện tại thì liên hệ liền ngay cho Luyến nhé, để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Áp dụng khi liên hệ qua hotline là 0905 299 064 nhé. Thì đầu tiên là mẫu Vision, thì có lên cho cả nhà về một vài màu sắc cũng như phiên bản của xe nha. Con này thì màu trắng đen này, con này thì lên đèn sương mù LED Audi cho cả LED nhà Audi luôn. Này rất là đẹp cái ha. Này bi cầu nữa, rất đẹp nha, sáng lên đẹp lắm á. Rồi vài mẫu ví dụ như là xám xi măng nè, xanh ngọc bích nè, màu trắng đỏ nè mọi người, trắng xanh nè, hoặc là màu tím tím iPhone nhá, màu xanh nè, và màu phiên bản thể thao. Ngoài ra thì những cái phiên bản cổ điển đều có hết nha. Mức giá hiện tại của Vision như em? Vision hiện tại đối bản tiêu chuẩn chiều quốc thường thì bên đang bán mức giá là 31.900, phiên bản cao cấp là 33.900 nha. Khi liên hệ trước em có giảm từ 1 đến 2 triệu nhé. Cả nhà mình quan tâm có thể nhắn tin riêng qua số Zalo của em nha. Rồi, ngoài ra thì có AB này dành cho nam này. AB thì có cũng nhiều màu lắm. Thì anh chị bạn nào có nhu cầu mua cái AB á thì mình liên hệ mức giá hiện tại của AB như em. Dạ, AB hiện tại bên em đang bán mức giá chỉ có 40.900 đến 43.900 thì phiên bản chỉ liên hệ trước cũng được giảm 2 triệu nhé. Rồi, dòng okay. Đây một dòng cũng dành cho nữ này, SH Mod phiên bản thể thao, xám xi măng rất là đẹp luôn. Mẫu này em thấy phải nói là bán chạy nhất luôn, để mà thống kê á, tại vì cái màu sắc nó cũng đẹp, nó hiếm hàng ha. Thì hiện tại em vẫn còn hàng nhé, mức giá đang dao động mà chỉ bản CBS 58.900, còn bản ABS là 63.900 nha, trên có 5 triệu thôi. Okay. Rất là đẹp nhé. Rồi, bản này thì báo nhanh VAO thì nhiêu không? VAO 125. VAO 125 hiện tại bên đang bán mức giá chỉ có 37.900 đến 40.900, từ phiên bản trả trước cũng chỉ cần là 4 triệu thôi là rên xe rồi nha. Okay. Trên này thì có con SH Cao nè. Đây, SH của 125 và 160, rất là nhiều màu đẹp nha. Nhưng mà đại diện về mẫu này báo giá cho cả nhà về SH 125 trước nhé. 125 hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 174.900, liên hệ trước giảm 2 triệu còn 72.900 thôi. Trả trước duy nhất 13 triệu là sở hữu xe rồi nhé. Rồi, ok. Thì đó là giá xe. Anh em nào mua dòng nào thì nhắn tin qua Zalo cho ông Luyến. Trong kho thì rất nhiều xe, nhưng mà ở đây mình quay đại diện vài mẫu thôi. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.